bác của tôi là 94 tuổi. Thì tôi thấy bác là cái chân nó sưng này, tay nó sưng này, mà đi cứ lết 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 để chống cái gậy. Thì tôi nói thì bác ơi, con thấy bác cũng như mẹ con thôi, thì con tư vấn bác cái này, nếu bác uống á thì cái chân của bác nó không bị liệt, chứ còn nếu bác không uống á thì sau này cái chân bác liệt, bác ngồi một chỗ bác còn khổ hơn nữa đó. Thì bác này thì bác nghe con, con cứ đưa bác uống. Thì mình đã đưa cho bác uống, bác uống được 20 ngày thì bác đã thả gậy, chân hết sưng, tay hết sưng, và ăn uống đã thấy ngon miệng hơn, và bụng không có phình sinh hơi nữa, và ngủ cũng từ đầu hôm đến sáng. Sau đó bác uống tiếp 1 tháng là bác cảm thấy người nó nhẹ nhàng, khỏe mạnh, chân nó đi nó như người lành. Bác nói bác bữa nay đi như người lành chứ không có lết lết giữa đất nữa. Và bác uống tiếp 1 tháng nữa là người khỏe hẳn. Thì bình thường bác có đi đâu đâu, nhưng sau 2 tháng bác uống Vili bác khỏe, bác đi đám cưới này, rồi con cháu bà chở bà đi Bà Rịa này, bác tham gia hết. Cảm thấy cái năng lượng của bác nâng lên rõ rệt luôn. Mà nhiều người đến thấy bác thay đổi về sức khỏe rất là ngạc nhiên. Trời ơi bác dạo này sao mà con thấy là nó khỏe hẳn như hơn cái đợt trước con tới. Đúng rồi, bác cũng chia sẻ, nhưng cũng nhiều người cũng họ đang cũng nghe về thôi chứ cũng chưa tiếp cận. Đó là bác.